Hello, xin Sài Gòn TV chào các bạn nha. Này, các bạn thấy con cá nè, cá bóng không? Có bông mú đỏ to không? Đó, này các bạn ơi, có bông mú đỏ to. Mình chị hai mình mới mua nghe các bạn. Đây, mới mua con cá bông mú đỏ này thì hôm nay là chủ nhật nên là làm con cá bông mú này mình hấp nha các bạn. Đó, mình sáp con cá bông mú này nhìn ngon không các bạn? Có bông mú đỏ nha. Rồi, các bạn xem video mình hấp con cá bông mú này nha. Nhìn to quá. Xin chào các bạn. Đó, giờ mình sẽ làm con cá này sơ đi nha các bạn. Đó, làm đi. Lấy giải đồ ra đi nghiêm chỉnh sang rồi bắt đầu mình hấp nha. Rồi. Muốn có mú đỏ hấp. Đây, rồi mình sẽ thêm một chút muối nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Thêm muối. Rồi, một chút bột nêm. Đó, bỏ một chút bột nêm nha các bạn. Đó. Để cho nó thấm vào con cá đó. Tiêu à? Tiêu rồi. Biết ngày đúng không? Biết ngày chứ. Ngày đúng không? À, bỏ bột nêm à. Nãy là bột ngọt, bây giờ bột nêm. Rồi, cho các bạn theo. Dạ, hết tỏi nha các bạn. Rồi, tỏi này mình sẽ bỏ vào trong đó. À, tỏi mình phi thơm đây nha các bạn. Phi thơm đây. Đây. Mình phi tỏi cho nó thơm lên nha các bạn. Nghệ đó nha. Phi xong rồi chập nữa mình sẽ bỏ vào ướp vào con cá này để mình hấp nha các bạn. Chứ không là mình để đồ sống sợ nó tội sống thì nó hôi. À mình cho thêm một chút sa tế nữa. Các bạn nào muốn ăn cay thì cho thêm một chút sa tế nữa nha. Rồi mình phi nó lên nha các bạn. Rồi. Và chờ nó sôi thôi. Đây, chờ nó sôi thôi. Rồi, tiếp mặt bên kia. Hai mặt luôn. Đây các bạn ơi, sau khi mà mình ướp hết gia vị hai bên rồi nha các bạn. Thấy các bạn thấy miếng cá ngon không? Quá ngon luôn. Nhìn hấp dẫn quá hả? Rồi, chúng ta sẽ đem bỏ cái này vào trong cái nồi hấp này nha các bạn. Đây, rồi mình để cái tô vô, đổ nước nè. Đổ nước sao rồi để cho, rồi bỏ xuống. Rồi chúng ta bật lửa lên. Đúng không các bạn? Đó, nhìn vô trong nồi hấp rồi nè, nhìn hấp dẫn không? Rồi chúng ta bây giờ đậy lại cái nồi lại rồi chờ thời gian nó chín thôi nha các bạn. Đó. Rồi chúng ta dở ra nha các bạn, bỏ ra gia vị vào. Ô, các bạn thấy hấp dẫn không? Ui, nhìn nồi, nhìn cá hấp dẫn không các bạn? Ừ, rồi bỏ bún vào nha. Chú cá này gần 600.000 các bạn. Cá mú đỏ. Ui, các bạn thấy hấp dẫn không các bạn? Đây là món hấp nha các bạn. Cá mú đỏ hấp nha. Rồi, đại lại. Rồi đại lại cho bún nó chín. Bún nấm mèo nó chín nha các bạn.
Đây các bạn ơi, rồi cá đã chín rồi nha các bạn, thấy hấp dẫn không? Rồi nhìn thấy hấp dẫn không bạn? Cá đã chín rồi đó nha. Rồi chúng ta bây giờ món cá này chúng ta tắt bếp, rồi mình sẽ dọn ra ngoài sử dụng thôi. Đó, các bạn thấy món cá không? Cá mú đỏ hấp nha các bạn. Cá mú đỏ hấp. Đây giờ mình gấp cá ra nghe các bạn, thấy không? Đây. Đây, gấp ra đây được cái dĩa cá này, nhìn hấp dẫn không các bạn? Rồi múc nước rưới đây. Ngon quá. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Sài Gòn TV nha các bạn. Đây, Sài Gòn TV nói về các ẩm thực của cuộc sống của gia đình của Sài Gòn TV ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Đây cho nó chín bớt quá. Đó, nhìn quá ngon luôn các bạn ơi. Món này chặt nữa làm vài lon đó các bạn ơi. Rồi, bỏ rau ra. Đó đã không các bạn? Wow, nhìn đĩa cá hồng đỏ hấp ngon quá các bạn ơi. Đó, món cá đã ra dĩa rồi các bạn. Món cá mú này các bạn. Mú đỏ nha các bạn. Rồi. Rồi, ăn cơm rồi. Bây giờ gia đình Sài Gòn TV thưởng thức các món ăn mà mình vừa nấu nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần cũng như là nghỉ lễ vui vẻ. Và đừng quên đăng ký kênh của Sài Gòn TV nha các bạn. Yeah.